Và bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển đến chuyên gia Bùi Quang Tề một câu hỏi khác, câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Hậu với số điện thoại là 0333 và 3 số cuối là 886 ở tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Khán giả có hỏi là cho cá chấm ăn bã đậu có được hay không và cách chữa bệnh trùng mỏ neo trên thân của cá chấm như thế nào? Xin được mời sự tư vấn của chuyên gia. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với con cái bã đậu là cái phế loại, cái gọi là cái thải loại của cái làm đậu, trong đây chỉ có còn các chất xơ. Cái chất xơ thì thực sự những cái cho chấm cỏ thì nó đúng là nó ăn các cái chất xơ, tức là cellulo, nhưng trong bã đậu thì nó chỉ còn mỗi cellulo. Thế còn nếu nó ăn cỏ thì nó còn có vitamin, còn có thêm một các thứ khác, nên là bã đậu anh chỉ cho ăn được khoảng 30% trong đấy thôi. Tức là thức ăn anh cho thêm 30%, mà không cẩn thận anh đổ nhiều xuống thành cái ao anh là chứa bã đậu. Nên tốt nhất tôi khuyên anh là không đi mua bã đậu mà đi cắt cỏ cho cá. Tôi biết ở ngay dưới Hải Dương hay là một số nơi mà mấy ông nuôi cá chấm cỏ mà các ông ấy rốt, tôi nói thẳng có những người nuôi làm gì phải đi cắt cỏ cho nó khổ thôi. Chúng tôi đã đặt tên ra nó là con cá chấm cỏ, nó phải ăn cỏ chứ không phải đi mua thức ăn viên về cho ăn. Hôm trước cũng có một vài người ở Hải Dương nói, tôi bảo các anh chẳng hiểu, chúng tôi đã đặt tên ra chấm cỏ thì nó phải ăn cỏ chứ. Thì ăn bã đậu thì nó chỉ là cái chất xơ, nó thải loại nó còn đúng là cellulo thật, nhưng con chấm cỏ là trong ruột nó có hệ vi sinh, nó phân hủy, nó phân giải được cái cellulo ra thành tinh bột. Nhưng mà trong cái cỏ thì nó còn một số vitamin nữa, nó còn thấy cái khác, nên là phải cho ăn cỏ thì là tốt nhất. Chứ còn bã đậu thì nếu anh đi mua thì tôi khuyên anh không phải đi mua, không phải mua, thế thôi, anh cho ăn cỏ là ăn được. Thế còn cá của anh bị trùng mỏ neo, nó lại do ô nhiễm môi trường, có khi cái bã đậu của anh cho ăn nhiều quá nó gây ra ô nhiễm. Mà trùng mỏ neo thì cái con đực thì không ký sinh mà con cá ký sinh. Ký sinh mà nó thải cái trứng ra, nó nhả cái trứng ra, nó tạo thành ấu trùng nó phải ăn các cái động vật, các cái thực vật phù du ở trong nước. Mà thực vật phù du là phải nhờ vào cái ô nhiễm hữu cơ. Hai cái đấy đó nên là anh phải dẹp cái đi là đỡ. Và rất là mùa này thì đơn giản thôi. Dùng lá xoan cho xuống ao, không phải đi mua thuốc gì, không cẩn thận này, chả vặt lá xoan thì cứ nửa ký lá xoan cho khoảng 1-2 khối nước. Thế là anh cho có khoảng độ 10 ngày anh cho một lần thì cá của anh sạch. Nhưng quan trọng nhất là anh cũng phải làm sạch ao. Đấy, nhờ cái ao của anh ô nhiễm hữu cơ nên nó tạo ra các cái thực vật phù du nhiều, nó làm thức ăn cho ấu trùng của trùng ở đây. Nên nó phát triển, nên nó cái nọ nó kéo cái kia, nên khi chúng tôi phân tích như thế để chúng ta dễ hiểu. Thì câu hỏi của anh có hai ý nó đều là tốt nhất. Nếu mà anh tận dụng thì được, chỉ cho 30% là thức ăn là bã đậu, còn lại vẫn phải là cỏ là chính, cũng như là các vị ăn cơm là chính, chứ không thể đừng có cây ăn thịt không cẩn thận người hỏng người luôn. Tôi nói vui tếu rồi, chúc khán giả xử lý thành công. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn vừa rồi ạ.